tử vi thứ hai ngày 15 tháng 7 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ hai ngày 15 tháng 7 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo nói thấy thứ hai này, Bạch Dương nên chủ động hơn trong mọi việc vào thời điểm này. Bạn chớ nên phụ thuộc vào người khác. Chẳng có thành công nào tự đến nếu bạn không chịu bỏ công sức của mình ra. Hãy nhắc nhở mình chăm chỉ và trách nhiệm hơn với công việc nhé. Đừng quá nhút nhát trong chuyện tình cảm như vậy. Nếu bạn có thiện cảm với một người nào đó, bạn nên chủ động tiếp xúc và tìm hiểu đối phương nhiều hơn. Nếu không muốn rơi vào cảnh hao tài tốn của, bạn không nên đưa ra những quyết định bốc đồng trong ngày hôm nay. Bạn rất dễ rơi vào bẫy đấy. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 15 tháng 7 năm 2024 là 15 và 62. 2. Cung Kim Nhiêu Tử Vi 15 tháng 7 năm 2024 dự báo rằng Kim Nhiêu không thích vướng vào những phi vụ cạnh tranh trong thời điểm này. Đôi khi cạnh tranh trong công việc là khó tránh khỏi. Vì vậy bạn cần nhắc nhở mình cố gắng hơn. Có cạnh tranh mới có tiến bộ. Cứ mãi bám vào những tổn thương trong quá khứ, bạn sẽ chẳng dám mở lòng với bất kỳ ai. Bạn chớ nên đánh mất cơ hội tìm thấy người thực sự quan tâm tới mình. Tình hình tài chính không mấy dư giả trong ngày hôm nay. Người làm kinh doanh cần xem lại định hướng và cách làm của mình để không trở thành người tụt hậu. Con số may mắn của Kim Nghiêu ngày 15 tháng 7 năm 2024 là 60 và 89. ba cung song tử song tử dành nhiều thời gian để tự học bạn muốn mở rộng vốn kiến thức cho mình tinh thần ham học hỏi sẽ giúp bạn tiến bộ rất nhanh chóng mọi người xung quanh cũng sẵn sàng truyền cho bạn những kinh nghiệm đáng quý bạn không nên có những suy nghĩ qua lý tưởng về chuyện tình yêu bạn và người ấy phải học cách dung hòa với nhau đừng mong người ấy là bên thỏa hiệp mãi Hãy áp dụng những điều mình vừa được biết vào công cuộc kiếm tiền, bạn sẽ thấy đồng tiền chảy vào trong túi mình rủng rỉnh hơn hẳn trước đây. Con số may mắn của song tử ngày 15 tháng 7 năm 2024 là 23 và 55. 4 Cung cự giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo cho thấy cự giải dường như trở nên quá nhạy cảm trong thời điểm này. Bạn rất dễ thấy tổn thương. Đừng để tâm đến lời bàn ra tán vào của người ngoài quá nhiều. Bạn chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ và làm những điều mình cho là đúng là được. Có vẻ như mối quan hệ giữa bạn và người ấy không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Bạn cần dành thêm thời gian để cân nhắc thêm về tình cảm của mình. Chuyện tiền bạc không có nhiều biến động trong ngày hôm nay. Bạn chi tiêu một cách lý trí và không dành tiền cho những việc không cần thiết. Con số may mắn của cự giải ngày 15 tháng 7 năm 2024 là 28 và 97. nam cùng sư tử trong ngày thứ hai này sư tử không nên có những mơ mộng viển vông trong ngày thứ hai này hãy học cách nhìn thẳng vào thực tế nếu lúc nào cũng chạy theo những điều vượt quá khả năng bạn sẽ thấy rất mệt mỏi đấy hãy để thời gian để bạn có thể tiến bộ dần dần bạn có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tạo thêm những kỷ niệm đẹp đẽ với nửa kia làm được như vậy mối quan hệ đôi bên sẽ lạnh mặn nồng như thuở mới quen. Đừng vội tin theo lời rủ dê của những người mình không hiểu rõ. Việc kiếm tiền về đầy túi chẳng hề đơn giản như bạn tưởng tượng đâu. Con số may mắn của sư tử ngày 15 tháng 7 năm 2024 là 15 và 66. Sáu cung sử nữ tử vi phương tây cho thấy sử nữ luôn cảm thấy bất an trong ngày thứ hai này bạn sợ mình trở thành người tụt hậu trong tập thể hãy dành thời gian học hỏi thêm kiến thức mới và tự tin hơn vào bản thân thực chất bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai cả bạn dành nhiều sự quan tâm cho nửa kia của mình chính vì vậy mà hai bạn ngày một hiểu nhau hơn mối quan hệ của hai người phát triển vô cùng bền vững những hướng đi cũ sẽ khiến bạn chẳng thể kiếm được khoản tiền dư giả như dự kiến. Bạn nên mạnh dạn thử sức mình trong những lĩnh vực mới mẻ hơn. Con số may mắn của xử nữ ngày 15 tháng 7 năm 2024 là 21 và 33. 7. Cung Thiên Bình Thiên Bình luôn cố gắng đạt được điều mình mong muốn, song dường như mọi thứ không dễ dàng như vậy. Hãy cố gắng làm việc và đừng quá thất vọng nếu công việc không đạt được như mong muốn. Bạn cần tiếp tục tiến lên để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Bạn và nửa kia có thể mâu thuẫn với nhau trong một vấn đề nào đó, song cả hai đều quá kiêu ngạo nên chẳng ai muốn hạ cái tôi xuống để làm lành trước. Dường như bạn gặp khó khăn trong vấn đề quản lý chi tiêu, vì thế mà lúc nào bạn cũng cảm thấy mình ở trong tình trạng căng thẳng tài chính. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 15 tháng 7 năm 2024 là 68 và 98. Tám Cùng bọ cạp bọ cạp đang giữ những cái nhìn thiếu thực tế trong mọi việc vào ngày thứ hai này. Trước khi bắt tay vào một việc gì đó, bạn cần kiểm chứng thông tin kỹ càng và biết khả năng của mình tới đâu, nếu không mọi cố gắng của bạn đều vô ích. Hãy trao đổi, tâm sự với nửa kia của mình nhiều hơn. Như vậy thì hai bạn mới thêm phần thấu hiểu, mối quan hệ mới thêm phần gắn bó nếu muốn kiếm tiền về đầy túi, bạn cần phải tập trung vào công việc. Nếu cứ lơ đáng thì bạn rất dễ khiến đồng tiền thất thoát đáng tiếc đấy. Con số may mắn của bọ cạp ngày 15 tháng 7 năm 2024 là 23 và 68. 9. Cung nhân mã nhân mã có thể gặt hái được thành công lớn trong ngày thứ hai này. Bạn nắm bắt cơ hội cực kỳ nhanh chóng. Bạn không chỉ là người mở lối đi riêng mà còn chỉ ra hướng đi đúng đắn giúp mọi người xung quanh. Bạn nhận được sự tôn trọng của nhiều người. Cung hoàng đạo này đã cởi mở hơn khi trò chuyện với mọi người xung quanh, nhờ thế mà bạn sẽ nhanh chóng tìm được một vài người bạn có quan điểm trùng hợp với mình. Đừng ngại thử sức mình trong những lĩnh vực mới. Bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng, vì thế bạn đoán được mối đầu tư nào sẽ đem lại lợi ích cho mình. Con số may mắn của nhân mã ngày 15 tháng 7 năm 2024 là 15 và 52. 10 Cung Ma kết tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo nói rằng Ma kết luôn thận trọng khi bắt tay vào làm mọi việc trong thời điểm này. Bạn không muốn hối tiếc vì mắc phải sai lầm. Những nước đi thận trọng giúp công việc của bạn tiến triển khá suôn sẻ. Bạn có thể nhanh chóng phát hiện ra những lỗi sai mà người khác bỏ qua. Nửa kia của bạn là một người rất thấu hiểu. Đối phương luôn ủng hộ mọi quyết định của bạn và sẵn sàng ở bên mỗi khi bạn vướng phải khó khăn. Tình hình tài chính thiên về ổn định, nếu muốn làm giàu, bạn nên mạnh dạn hơn trong các quyết định đầu tư, đừng quá e dè. Con số may mắn của ma kết ngày 15 tháng 7 năm 2024 là 06 và 71. 11, cung Bảo Bình tử vi 12 chòm sao Tây phương chỉ ra rằng Bảo Bình có thể tạo ấn tượng tốt với mọi người nhờ tài năng và tính cách ấm áp của mình. Hãy phát huy thế mạnh trong công việc. Bạn sẽ phát triển cực kỳ nhanh chóng đấy, dù là người mới đi nữa, bạn cũng không cần quá ngại ngần. Bạn dành cho nửa kia tình yêu và sự quan tâm chân thành nhất mối quan hệ giữa hai bạn đang ngày càng bền vững theo thời gian. Những hướng đi mới trong chuyện làm ăn kinh doanh chưa giúp bạn thu về lời lãi dồi dào ngay được, song bạn hãy tin tưởng vào tương lai. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 15 tháng 7 năm 2024 là 22 và 83. 12. Cung Song Ngư Tử Vi ngày mới cho biết Song Ngư luôn cố gắng làm việc thật chăm chỉ trong thời điểm này, tuy nhiên bạn vẫn vô cùng lo lắng. Chỉ cần bạn dồn hết tâm huyết cho công việc thì dù kết quả đạt được có tốt hay không, bạn cũng không cần quá lo lắng. Mọi người đã đánh giá tinh thần của bạn rất cao rồi. Chớ nổi nóng mỗi khi người ấy không hành động theo ý muốn của mình bạn nên nghe thử xem vì sao người ấy lại quyết định như vậy. Nếu cứ trần trừ, do dự khi cơ hội xuất hiện, bạn sẽ rất dễ bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền về đầy túi đấy. Hãy rút ra bài học cho mình nhé. Con số may mắn của Song Ngư ngày 15 tháng 7 năm 2024 là 11 và 68.